Hôm nay mình chở bê tông mọi người ạ. Đây xe mình chở đây. Xe này là 12 khối, nặng lắm, khá là nặng luôn ấy. Đây, mọi người trông thấy nó to không? Ba chân nhá mọi người. Mình đang chờ cái con này đổ xong là mình vào đổ này, xả bê tông vào cái bơm tĩnh kia thì nó bơm lên vào trong sàn nhà nhé. Đấy, xe kia đang xả bê tông này. Đấy, mình đang chờ đổ đây. Phải nói là xe này khá là nặng luôn ấy. Đi xe này mình hôm nay mình đi chạy thay cho cái anh kia thì là mình cũng không dám đi nhanh đâu, mình chỉ đi tốc độ 5-60 thôi. Mọi người thấy nó đẹp không? Đấy, xe Hino nhé mọi người. Khá là đẹp luôn, khá là mới. Thì mọi người thấy cái video của mình hay thì mọi người cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé mọi người. Đấy thì bây giờ mình cùng các bạn lên xe cái xe Hino 700 này xem là cabin của nó là có những gì nhé mọi người. Nếu các bạn đây là xe của idol nào, nếu biết thì comment nha và nhớ cho mình một like và một follow nha, cảm ơn. Xe này có cả giường nằm này. Đây. Cả đỉnh vị này. Cần số vả này. Ôi xịn xò phết. Là mình cũng đi khám phá nhé mọi người. Đây bây giờ mình quay cái cabin của cái xe Hino này cho mọi người xem nhé. Đây là cái xe bê tông nhé mọi người. Bê tông MP. Đây cái xe kia nó đang lấy hàng mọi người ạ. Cái mình đây là mình đang chờ. Đang chờ lấy hàng. Thì đây là cái cabin của nó. Thì phải nói là tương đối êm. Vừa nãy mình chạy rồi, tương đối là êm. Đây là cái bản táp lô của nó. Đấy, thì cái đèn check này nó cũng đang nổi lên đây mà mình cũng chưa hiểu nó là cái gì. Đấy, có cái đèn check nó đang nổi vàng vàng đấy, nhấp nháy đấy, nó nổi lên mà mình chưa hiểu nó là cái gì đâu. Thì thôi kệ nó đi. Chứ mình chạy một chuyến cũng không sao đâu mà. Dầu thì con này còn nửa bình. Dầu còn nửa bình nữa thôi. À gần đầy bình. Còn nhiệt độ là lên nửa. Đúng rồi, dầu còn gần đầy bình nha mọi người. Đây là 9 cân hơi. Cái hàng trên cùng ấy. Đây. Đây là hai cái bình hơi, hai bên báo bình hơi. Hai đồng hồ báo hơi này là 9 cân, hiện tại đang 9 cân. Xe của mình đang đỗ nha mọi người. Nên là cái km này nó không quay này. Đây là căng ti xe. Đấy, là bước 5 này. Còn xe này có cả định vị nha mọi người. Đây là cái định vị của nó này. Đây là cái định vị của nó, của xe nhá. Đấy, mọi người thấy hầm hố không? Đây định vị. Trong này là cái thẻ của nó nha mọi người. Thẻ của nó ấy. Đây này, ngày 10 tháng 4 năm 2022 đây. 0 km/h đây, đang đỗ mà. Định vị nha mọi người. Đây là điều hòa của nó. Đây là AC điều hòa này. Đây là cái gió nhạy tăng mạnh về bên phải ấy. Là mạnh, gió mạnh. Tăng về đây là gió nhẹ. Đấy. Đây còn cái cần số đây mọi người. Cần số đây là nó bằng điện, cắm điện vào đây là nó sáng đây. Đấy, nó sáng màu xanh nha mọi người. Cái này chắc đêm nhìn mới đẹp. Đấy, bóng nó sáng đây. Phải nói là cabin con này khá là sạch sẽ. Khá là sạch sẽ luôn. Đấy. Đây thấy giường bên phụ sạch sẽ không mọi người. Vừa nãy anh ấy chạy là hơi bẩn. Mình vừa phải xịt qua đấy, mình phải vừa lau chùi. Có cả giường nằm này. Điều hòa con này thì mát mọi người ạ. Khá là mát luôn. Đấy. Xe Hino nha mọi người. Đấy.
đây còn bảng điều khiển của nó đây, đèn này. Còn cái này mình cũng chả biết nó là cái gì đâu. Đây cái trắng trắng này này, công tắc điện trắng trắng này, mình cũng chả biết nó là cái gì đâu. Côn côn này, côn phanh ga của nó đây, đây ga này, phanh nữa này, phải nói tương đối là ngon. Đến phanh tay của nó đây. Đây là cái cần cần quay cái bom đằng sau nha mọi người. Đây mình kéo lên là xả bê tông ra, mình ấn xuống là nó quay để lấy một bê tông vào. Đây mình đang chờ cái xe kia nó lấy xong hàng thì mình đến lượt mình lấy hàng và xếp lốt nha mọi người. Đấy thì hôm nay mình quay sơ qua cái cabin của cái xe Hino này thì nó xịn sò đến mức độ nào. Đấy, thì anh em nào học lái xe thì xem chú ý con xe này nhé, nó rất là ngon, điều hòa rất là mát, số của nó rất là ok. Con này là số vả nhé mọi người, bên mình không nói nhưng mà mọi người biết con này là số vả này. Đây định vả sang bên này là đây, xe này là xe số vả nhé mọi người. Đấy thì hôm nay mình quay cái xe này, xe Hino, xe bê tông này, xe bê tông tươi cho mọi người xem nhé. Thì ai chưa đăng ký kênh của mình thì mọi người đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo và biết được những cái video mới nhất của mình đăng tải lên. Thì hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo.